Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch. Như quý vị đã biết, khỉ là con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Nhâm Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Nhâm Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên trong vận trình tháng 9 âm lịch, những người tuổi Nhâm Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho các con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống, bạn cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Nhâm Thân ngay bây giờ nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Thân 1992 mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là những người lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và trơ trội. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của người tuổi Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi, họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân, sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Trong tháng 9 âm lịch, vận thế của người tuổi Nhâm Thân bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động xảy ra tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên gìn giữ tinh thần, dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Canh Dương Kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ Nhâm Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng này cho thấy cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên. Bạn được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích đúng sở trường, nhiều vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tay tới mục tiêu của bạn sẽ không còn xa nữa. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác, chỉ có tự thân cố gắng giành lấy cơ hội mới thật sự thuộc về bạn. Nếu không, dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ, bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi điều sẽ đến. Những lúc mông lung, đừng ngần ngại hỏi xin góp ý từ người đi trước. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tài vận trong tháng ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới nhưng lợi nhuận tích về lâu dài nên dù hiện tại chưa thu hoạch được mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm. Hãy cứ chờ đợi thêm rồi bạn sẽ thu về xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thu nhập. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù có thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên bạn cũng cần chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê mỏi cơ, đau vai gáy, cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các môn thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ để gân cốt linh hoạt. Những gia chủ tuổi Nhâm Thân chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình, bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể cảm thấy mệt mỏi. Nên biết cách nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếp việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các gia chủ tuổi Nhâm Thân hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm xa đạo. Dù không được đào hoa chiếu mệnh nhưng đường tình duyên của gia chủ vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Nữ mệnh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình, sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc giới thiệu với nhiều người tiềm năng. Đây là lúc bạn cần chủ động và mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc hơn nếu cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Còn nếu vẫn giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi hiện trạng. Nam mệnh cũng cần chủ động và chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn, cơ hội sẵn có, nếu như không biết nắm bắt thì cuối cùng chỉ biết trách chính bạn chứ không phải là đổ lỗi do số phận. Người đã có gia đình biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo và nuôi dạy con cái, không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp, đôi lúc có xảy ra khúc mắc cũng nhanh chóng được hòa giải nhờ sự chia sẻ và bao dung của cả hai. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 9, tức ngày 4 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 9, tức ngày 7 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 9, tức ngày 19 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Nhâm Thân 1992 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.